Vâng, xin kính chào các bác nhá. Trở lại với một clip buổi chiều ngày 23 tháng 3 năm 2020. Em làm một cái video giới thiệu hàng về. Vâng, hàng về những cặp loa lời B3. Vâng. Các bác là fan hâm mộ dòng loa lời B3, hãy đến cùng ngắm những cặp loa lời B3 bãi xịn. Mã sản phẩm là U8. Vâng, hôm nay em về được khoảng trên 20 cặp. Vâng, loa lời B3 U8 sử dụng một bát 20, một chép kèn. Đây là những cặp loa bãi xịn, thương hiệu của Đức. Thiết kế thùng vỏ nhựa các bác nhá, thùng vỏ nhựa. Vâng, những cặp loa này các bác ghép với những cấu hình đang thiếu phần lời rất là hay. Vâng, bát 20, một chép kèn, sử dụng màng giấy gân vải tẩm dầu. Và hôm nay em về được khoảng 25 cặp. Vâng, 25 cặp. Đây em tháo ra này các bác này. Các bác nhìn này. Màng giấy gân vải tẩm dầu. Và các bác nhìn dòng loa xịn thì phải nói là nhìn nó khôn hơn. Vâng, nhìn nó khôn hơn hẳn. Hàng xịn nhá các bác nhá. Đó, hàng xịn các bác này. Hàng zin luôn. Các bác nhìn cái mặt bích của cái dòng loa B3 U8 xịn. Quá chất lượng luôn các bác ơi. Đó. Đây là tép kèn các bác này. Con này tép kèn, tép nghe rất là sáng các bác nhé. Đây là còn nguyên mộc bãi, hàng em vừa về nhá. Chưa vệ sinh lau chùi. Khi gửi đến tay các bác là loa sạch đẹp. Vâng. Và đây là cái phân tần của loa các bác này. Phân tần dã man luôn. Phân tần của một dòng loa B3 U8 dã man. Hàng bãi xịn. Đây là tiêu âm, bông tiêu âm màu lông chuột. Đây là dòng B3. Dòng loa B3. Và thùng vỏ nhựa. Vâng, chỉ có 25 đôi. Lần này về phục vụ các bác nhiều hơn. Hai mươi lăm đôi nhé các bác nhá. Vâng, giá của cặp loa B3 U8, đây là một dòng loa monitor, loa lời, hàng bãi xịn, em bao zin, bao xịn, bao chất, bao hay cho các bác. Giá 3.400.000 đồng một cặp. Mọi nhu cầu mua sắm xin mời các bác hãy liên hệ theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Điện tử gắm hoa địa chỉ tại Thị Tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Các bác nào là fan của B3 thì các bác đang cần một dòng loa lời B3 U8 rất là chất. Vâng, không còn ngần ngại gì, các bác hãy liên hệ ngay cho trung tâm để nhận được ngay một cặp loa bãi xịn. Và đến đây em xin kính chào tạm biệt các bác và xin hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại.